Chào thầy và các bạn. Hôm nay em xin phép được trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển led hào quang. Thì ở mạch này em sử dụng các linh kiện là một công cụ, một microfarad, một con IC555, một con IC4017, điện trở và biến trở. Ở cái mạch này á, thì con IC555 đóng vai trò là phát tín hiệu tạo xung cho con IC4017 này hoạt động. Còn IC4117 này nó có tác dụng là nó đếm xung nhự phân để điều khiển cái led này hoạt động. Đầu tiên á, khi mà nguồn điện được cung cấp cho IC555 á, thì lúc này tụ điện bắt đầu tích điện, thì điện áp trên tụ sẽ tăng dần theo thời gian. Khi mà điện áp trên tụ á, cao hơn 2/3 điểm áp nguồn cung cấp vào á, thì lúc này bộ so sánh bên trong con IC555 sẽ được kích hoạt và con IC555 sẽ xuất xung. Và khi mà xuất xung ra thì điện áp sẽ bị giảm, và khi mà điện áp ngày càng giảm dần á, nó sẽ đến một cái ngưỡng là nhỏ hơn 1/3 điểm áp nguồn á, thì lúc này bộ so sánh bên trong con IC555 sẽ được đặt lại trạng thái ban đầu, tái khởi động. Và lúc này tụ điện nó bắt đầu tích điện. Cái quá trình đó cứ lặp đi lặp lại hoài á, thì nó sẽ tạo ra một cái xung tín hiệu vuông cho con IC4017 này hoạt động. Và cứ mỗi lần tín hiệu được lặp lại như thế á, thì cái con IC4017 này cứ điếm. Sau đây em xin chạy mạch để có thể nhìn rõ hơn. Đây các bạn có thể nhìn thấy, đây là tín hiệu mà con IC555 tạo ra để con IC417 hoạt động. Cứ mỗi lần lên xuống như vậy thì con IC sẽ đi một lần. Các bạn có thể thấy là từ Q0 nó nhảy nè. Và mỗi lần nhảy vậy thì tương ứng với một cái đèn bên đây sẽ hoạt động. Và cái led của em ở đây, tụi em mắc cái vòng tròn. Nó vòng 1 từ đây đến đây. Từ đây đây. Thì tiếp tục là tới vòng số 2. Số 3 là lần lượt đến 8 con led sẽ chạy. Và ở đây thì tụi em có thể sử dụng một con biến trở để có thể điều chỉnh cái tín hiệu của con IC555 phát ra. Và cái tần số tín hiệu phát ra này được tính theo công thức là 1.44 chia cho RA cộng RB nhân C. Và khi mà tăng điện trở đó, thì thì cái tần số của con tần số tín hiệu của con IC555 sẽ tăng lên. Đây các bạn có thấy tần số nó ngày càng dày đặc, thì led này cũng sẽ cháy nhanh hơn so với tín hiệu mà con IC555 đưa ra. Và khi em giảm điện trở thì tín hiệu này nó bớt dày đặc lại, thì lúc này cái tần số cháy đèn cũng thấp lại. Đó. Thầy và các bạn, sau khi đã mua linh kiện như ảnh mạch xong thì hôm nay nhóm chúng em sẽ bắt đầu giải công mạch.